Xin chào quý bà con nhà nông. Trong video này, bà con hãy cùng em đi tìm hiểu về chai Phos 1102 Gold, dòng thuốc trừ bệnh đang làm mưa làm gió trên thị trường nông nghiệp hiện nay nha. Được sản xuất theo công nghệ tác động kép tiên tiến nhất và lưu dẫn hai chiều, giúp Phos 1102 khắc tinh với bệnh do nấm Phytophthora gây ra như là bệnh vàng lá thối rễ, bệnh đất thư xì mũ, bệnh thối cuốn trái, thối hông trái, thối đít trái và bệnh do ngập nước. Đồng thời, tăng sự ức chế và tăng sức đề kháng cho cây trồng trước các tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, còn có tác dụng đặc biệt như là kích thích bộ rễ phát triển nhanh, khỏe mạnh, tái sinh bộ rễ mới, chống độ ngã và các điều kiện thời tiết bất lợi. Cân bằng đạm dư thừa trong cây, làm cho cây có màu xanh bền lâu, làm tăng năng suất, chất lượng, màu sắc bóng đẹp, đạt chuẩn xuất khẩu và thân thiện với môi trường. Để sử dụng hiệu quả chai Phos 1102 này, bà con pha 1ml cho 1 lít nước, sau đó tưới hoặc là phun toàn thân lá đối với cây ăn trái, hoặc pha 5ml cho 1 lít nước để quét trực tiếp vào vết bệnh. Lưu ý không pha chung với thuốc có gốc đồng. Với chai Phos 1102, bà con không còn lo về bệnh hại cây trồng của mình nữa. Để đặt hàng hay có bất kỳ thắc mắc gì, bà con cứ bình luận trong video này. Bên em sẽ có đội ngũ chuyên viên hỗ trợ tư vấn chi tiết, lên đơn và giao hàng tận nơi cho bà con. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo ạ.